Chương 4, ngành thân mềm. Ở Việt Nam của chúng ta, thân mềm rất đa dạng và phong phú như là trai, sò, ốc, mực, bạch tuộc, vân vân. Chúng phân bố ở khắp các môi trường như là ở biển, sông, ao, hồ, ở trên cạn. Và chúng tiến hóa theo hướng là có vỏ bọc bên ngoài, thân mềm, không phân đốt. Đại diện nghiên cứu đó là trai sông. Trai sông có môi trường sống là sống ở đáy ao, sông, ngòi. Lối sống là bò ẩn nửa mình trong bùn cát. Trong bài này có 4 nội dung chúng ta cần tìm hiểu. Nội dung thứ nhất, tìm hiểu hình dạng và cấu tạo. Nội dung thứ hai là cách di chuyển. Nội dung này là nội dung giảm tải. Chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Phần 3, quá trình dinh dưỡng. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình sinh sản của chúng. Phần 1, hình dạng và cấu tạo ngoài. Một nhỏ đó là tìm hiểu về vỏ của trai. Các em thấy rằng là vỏ trai cấu tạo bởi hai mảnh vỏ dính lại với nhau ở bản lề vỏ nằm ở phía lưng nhờ có dây chằng có tính đàn hồi nha. Và cùng với hai cơ khép vỏ bám chắc vào mặt trong của vỏ giúp điều chỉnh động tác đóng và mở vỏ. Để các em hãy quan sát hai cơ khép mở vỏ của trai. Hình dạng của vỏ trai thì như thế nào? Các em hãy quan sát hình 18.1 sách giáo khoa ở trang 62. Đây các em, đây là bản lề vỏ nối liền giữa hai mảnh vỏ với nhau. Phía đầu vỏ hơi tròn, phía đuôi vỏ hơi nhọn hơn. Điều này giúp chúng ta phân biệt phần phía đầu cơ thể và phần phía đuôi cơ thể của trai khi chúng ta mở ra để quan sát bên trong. Đây là đỉnh vỏ. Mặt ngoài của vỏ trai có các vòng tăng trưởng vỏ. Đấy là về hình dạng của vỏ. Và khi cắt ngang vỏ từ ngoài vào trong, vỏ trai cấu tạo gồm có 3 lớp. Lớp ngoài cùng đó là lớp sừng. Lớp sừng cấu tạo bởi chất hữu cơ. Ở giữa đó là lớp đá vôi. Và trong cùng đó là lớp xà cừ. Và khi mài mặt ngoài vỏ trai, ngửi sẽ thấy có mùi khét. Vì sao lại có mùi khét như vậy? Là do khi mài mặt ngoài của vỏ trai như vậy sẽ sinh ra ma sát hay là sự đốt nóng. Và chất hữu cơ đó bị đốt cháy sẽ sinh ra mùi khét nha. Đây là nội dung chính của phần vỏ trai. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về cơ thể của trai. Em hãy quan sát hình 18.3, cấu tạo cơ thể của trai. Thì cơ thể của trai mềm được bảo vệ bởi hai mảnh vỏ của nó. Đây là vỏ của trai. Đây là cơ khép vỏ trước, cơ khép vỏ sau. Cơ khép vỏ này giúp cho cơ thể của nó khép chặt lại khi gặp nguy hiểm để bảo vệ cơ thể của nó. Như vậy, để mở vỏ trai quan sát được bên trong cơ thể ta phải làm như thế nào? Đương nhiên là ta phải cắt cơ khép vỏ trước và cơ khép vỏ sau thì tự động hai vỏ sẽ mở ra để chúng ta quan sát được. Và khi trai chết thì vỏ mở. Vì sao? Thì khi mà trai chết thì cơ khép vỏ không còn khả năng hoạt động nữa, không còn tính đàn hồi nữa, thì cơ thể của nó hay là hai cái vỏ của nó cũng sẽ tự động mở ra nha. Như vậy, khi mở hết lớp vỏ cứng đá vôi ra thì toàn bộ bên trong chính là cơ thể của trai nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem cơ thể của trai gồm có những bộ phận nào. Đây, từ ngoài vào trong, đầu tiên đó là áo của trai. Để mềm. Thì áo của trai nằm sát với lớp vỏ mặt trong, đó là cái lớp xà cừ của vỏ. Nha. Thì áo trai là một nếp da mỏng bao quanh cơ thể. Hai nếp da này nằm ở mỗi bên. Khi vỏ đóng tạm thời sẽ tạo gắn với nhau sẽ tạo thành khoang áo. Mềm ha. Như vậy, mặt trong của áo trai sẽ tạo thành khoang áo. Đây là môi trường dinh dưỡng của trai. Mặt ngoài áo sẽ tiết chất tạo nên vỏ đá vôi. Được chưa nè? Đó là vai trò của áo trai. Được chưa? Và phía sau cơ thể sẽ tạo nên ống hút nè. Hoặc là ống thoát nước. Nha. Tiếp đến, bên
Trong áo là bộ phận nào? Đây các em, đây là mang trai, gồm có hai đôi tấm mang, ở mỗi bên cơ thể là một đôi hay là hai lá mang. Như vậy tổng cộng nó gồm có hai đôi tấm mang nha. Và ở trung tâm cơ thể gồm có những bộ phận nào tiếp? Trong cùng đó chính là thân của trai. Đây các em, thân trai ha. Và chân của trai nằm bên dưới thân có dạng là hình rìu, gọi là chân hình rìu. Hai đôi tấm miệng hay là lỗ miệng nè. Rồi xung quanh lỗ miệng thì có hai đôi tấm miệng. Nhớ các em, hai đôi tấm miệng. Đây là toàn bộ cơ thể của trai. Thì các em lưu ý nè, đầu của trai sẽ tiêu giảm để thích nghi với lối sống của nó nha. Đây là toàn bộ cơ thể của trai các em đã tìm hiểu. Em hãy ghi nội dung chính phần cơ thể của trai vào trong vở của mình. Phần 2 di chuyển, đây là nội dung giảm tải, chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Phần 3 tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng của trai như thế nào. Trai sẽ thực hiện quá trình dinh dưỡng như thế nào khi chúng sống bò ẩn nửa mình trong bùn cát? Các em hãy quan sát hình trên. Khi chúng bò ẩn nửa mình trong bùn cát, chúng luôn để lộ ống hút và ống thoát nước trên mặt bùn cát trong nước để thực hiện quá trình dinh dưỡng một cách dễ dàng hơn. Thì động lực chính giúp hút nước, có nghĩa là động lực để tạo dòng nước đi vào bên trong cơ thể, đó là nhờ hai đôi tấm miệng. Hai đôi tấm miệng của nó phủ đầy lông luôn rung động để tạo ra động lực dòng nước đi vào, động lực để giúp dòng nước đi vào trong cơ thể. Được chưa? Và thức ăn oxy nè sẽ theo dòng nước vào bên trong khoang áo qua ống hút nước. Khi vào bên trong khoang áo thì thức ăn sẽ được đưa đến miệng của trai để tiêu hóa thức ăn, còn oxy sẽ được đưa đến mang của trai để thực hiện quá trình hô hấp, trao đổi khí. Và ngược lại, chất thải cũng như là khí carbonic sẽ theo dòng nước đi ra ngoài cơ thể của trai qua ống thoát nước. Được chưa nào? Như vậy, trai xong dinh dưỡng thụ động kiểu lọc nước hút vào. Và cơ quan hô hấp của nó chính là mang, hai đôi tấm mang. Đến đây có một câu hỏi đặt ra như thế này. Như vậy, cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước? Các em biết rằng là trai có thể hút và lọc được khoảng 40 lít nước trong một ngày đêm. Và thức ăn của nó ở trong nước đó là những vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh. Như vậy thì nó sẽ góp phần làm gì? Làm sạch môi trường nước. Theo cái cơ chế đó là gì? Lọc nước. Dinh dưỡng thụ động kiểu lọc nước. Đây là nội dung chính của phần dinh dưỡng. Các em ghi hai nội dung chính này vào trong vở của mình nhé. Chúng ta chuyển sang phần cuối cùng, đó là tìm hiểu về quá trình sinh sản của trai. Cơ thể của trai phân tính có trai đực, trai cái. Quá trình phát triển của nó diễn ra như sau. Khi sinh sản thì trai đực sẽ sinh ra các tinh trùng, trai cái sẽ sinh ra trứng, trứng được nằm trong mang của trai mẹ. Và tinh trùng của trai đực khác sẽ theo dòng nước vào thụ tinh cho trứng. Trứng sau khi được thụ tinh, chúng sẽ phát triển thành ấu trùng. Ấu trùng lúc này không rời cơ thể mẹ ngay, mà nó sống bám vào mang của trai mẹ một thời gian. Sau một thời gian thì chúng sẽ rời mang của trai mẹ, tìm và bám vào da và mang của cá. Sau vài tuần nữa nó mới rơi xuống bùn phát triển thành trai xong. Đến đây các em thấy rằng nè, điều thứ nhất nè, ấu trùng nở ra không rời cơ thể mẹ ngay mà bám vào mang của trai mẹ một thời gian, thì điều này có ý nghĩa gì hay giúp ích gì cho ấu trùng? Giúp cho ấu trùng được bảo vệ tốt hơn, nhận được nhiều oxy hơn từ mang của trai mẹ. Và điều thứ hai đó là sau khi ấu trùng rời mang của trai mẹ, nó không rơi hẳn xuống đáy nước ngay mà lại tìm bám vào da và mang của cá để làm gì? Để ấu trùng được bảo vệ nữa, được tăng lượng oxy. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho
chúng phát tán nòi giống, mở rộng phạm vi sinh sống của chúng. Bởi vì các em biết rằng là trai sông di chuyển rất là chậm chạp. Thì đến đây các em có thể tìm câu trả lời ở câu hỏi số 3 cuối bài sách giáo khoa trang 64. Đó là gì? Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có. Tại sao? Câu hỏi này các em tự tìm đáp án cho mình nhé. Đây là nội dung chính của phần sinh sản. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Như vậy đến đây các em đã tìm hiểu xong về trai sông đại diện cho ngành phần mềm. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, đọc mục em có biết. Trong mục em có biết này các em sẽ tìm hiểu quá trình hình thành ngọc trai như thế nào nha. Các em tìm hiểu mục này. Làm câu hỏi 1, 2, 3 ở sách giáo khoa trang 64. Chuẩn bị bài 19. Tìm hiểu một số thân mềm khác. Cô mến chào tất cả các em.